chào anh em quay trở lại với channel của Tút Cua nha. Và hôm nay chúng ta sẽ trải nghiệm cái phiên bản Việt Nam đầu tiên được mở server vào lúc 11 giờ. Phiên bản của Zo Game nha anh em. Ở đây mình sử dụng cho các bạn để chọn trước, thiếu lần nào mình đi lần đấy. Thì ở đây các bạn ấy đều chọn mid, support, bot và răng L rồi, còn đường top thì đây mình chọn Suten Doji, vua quỷ nha anh em. Chúng ta có thể thấy là tất cả các vị tướng, các vị thức thần ở trong tựa game này chúng ta đều được mở để cho anh em trải nghiệm. Quá là tuyệt vời luôn. Tất cả các thức thần luôn. Chỉ là không có Inuyasha, mình thấy là không có Inuyasha và cái gì nhỉ? Quên xứ rồi. Quên mất thằng anh trai của Inuyasha rồi. Đó, thì thiếu mất hai nhân vật đó. Đấy, còn đâu thì hầu như là đủ để anh em trải nghiệm. Đây, đồ mặc định của game ok, mình lên đồ mặc định luôn, không phải nghĩ. Đối đầu của mình ở team kia đó chính là bé cua anh em. Đó, bé Kamime. Ok, được, cũng làm thanh niên châu bò. Hai anh em đấm nhau ở trận đấu này, mình sẽ lên full dam luôn nha anh em. Đánh vua quỷ là phải full dam, không phải nghĩ. Sử dụng thiêu đốt và tốc biến. Đấy. Team chúng ta cũng khá là cơ bản thôi, có Dodo Meki này, máy sấy này. Đấy. Rồi, thì ở phiên bản Zo Game này mình nhận thấy là ping rất là ok, ping rất là ok. Cái 18 cộng nó to tổ chảng, nó che như kia rồi. Anh em muốn chuyển cái 18 cộng đi thì anh em ấn vào đó, xong anh em kéo sang một góc là được nha. Đấy, còn bây giờ nó đang hiện ở giữa màn hình của mình này, trông rất là ngứa mắt. Game thì độ tuổi 4 cộng nhưng mà ở ngoài ghi 4 cộng. Nhưng mà ở bên trong game thì lại 18 cộng, phải chưa? Hình như lúc mới đầu vào thì game nó bị lỗi ở cái đăng ký tài khoản thì phải anh em ạ. Mình sử dụng Gmail để đăng ký tài khoản thì không được. Sử dụng cả hai cái Gmail để đăng ký đều không được. Nó đều báo là cái gì nhở? Lỗi truy cập gì, lỗi dữ liệu gì. Cho nên mình ấn luôn vào cái chơi ngay. Đấy. Nhưng mà anh em nếu mà chơi lâu dài ở bản Zo Game thì đừng ấn chơi ngay nha. Chúng ta phải tạo tài khoản đàng hoàng đã rồi hãng chơi. Anh em hãy vào Zo để tạo tài khoản Zo để chơi cũng được. Hoặc là đăng nhập bằng Facebook. Đấy, tùy anh em. Facebook của mình thì đang liên kết với tài khoản Global rồi, cho nên mình sẽ không sử dụng Facebook để đăng nhập vào game nha. Sợ mất ác anh em ạ, sợ mất ác. Mất bao nhiêu skin của mình ở bên đấy thì chết. Mình vừa solo kill thành công bé top của team bạn rồi, bé cua của team bạn rồi. Đấy, giờ cứ đấm thôi. Ở tựa game này chúng ta có 4 chiêu thức nha, rất cơ bản. Đánh Suten thì anh em thấy cứ đầy bốn cái thanh nộ ở bên dưới thì anh em ấn chương 1 sẽ hồi lại một lượng máu cho anh em. Đấy, đồng thời đấm sẽ đau hơn. Cứ mắc nộ thì sử dụng chiêu của bé Suten này sẽ gây thêm sát thương. Đấy, rất là đau luôn. Đánh thì chúng ta không mất mana. Ok, Suten đánh không mất mana. Chương 1 chúng ta đấm được 3 lần liên tục. Chiều 2 anh em đấm mạnh vào phía trước, nếu mà đầy nộ chúng ta sẽ đấm xuyên giáp và đẩy lùi đối phương. Chiều 3 là đánh hất tung đối phương lên. Đồng thời chúng ta di chuyển một quãng ngắn. Và chiều cuối đó chính là hóa quỷ anh em, gọi cái đầu lâu ra sấy liên tục vào mặt đối phương. Đấy, đây là trạng thái khủng. Ôi, thôi thoát rồi, thoát rồi. Vai, quả là bắn chết anh em ạ. Vai trưởng. Vừa vào game bị quái đấm chết. Tài thật cái chứ lị. Chưa level 4 cho nên anh em chưa hổ báo được nha. Anh em top team mạng khá là mạnh đấy. Level 4 anh em khi level 4 rồi chúng ta bật chiêu cuối lên mà đấm đối phương thôi. Đấm rất đau luôn. Đây rồi, mình sẽ kéo cái số 18 này sang một bên, lượn sang góc. Đó, để sang góc này là hợp lý anh em ạ, không bị ấn phải. Rồi, tỷ số là 5-4, rất là căng nha anh em. Rất là căng luôn. Anh em hãy đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đấy, đăng ký kênh ủng hộ giúp mình để mình có động lực ra thêm nhiều video chất lượng hơn cho anh em. Mai chúng ta sẽ tiếp tục đi đến các top 1 nha. Trận đấu hôm nay chúng ta test phiên bản mới thôi. Một đấm tiếp bướng. Ở phiên bản sau bản cập nhật buổi sáng ngày hôm nay thì những anh em chơi bản Global thì đều có thể nhận được phần thưởng là Daruma. Đấy, anh em nhìn thấy không? Tuyệt kỹ tiêu diệt đối phương bằng tốc biến thiêu đốt. Không phải ai làm được đâu anh em nha. Tuyệt kỹ
không cần sờ đến đối phương luôn. Chúng ta sẽ được hai Daruma để cho anh em thử nhân phẩm nhá. Đấy, ông nào đỏ thì ra skin ngon, còn ông nào đen thì ra vé thử. Chấp nhận thôi. Anh em ở Global nhưng mà phải chọn quốc gia Việt Nam nha thì anh em mới được nhận thưởng đấy. Còn không thì Global nhưng mà các nước khác thì khó, sẽ không nhận được rồi nha. Chỉ ở Việt Nam thôi, vì đây là quà ra mắt server Việt Nam anh em. Đó. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ lên cái chiếu vân kiếm nha, để gia tăng sát thương từ đòn đánh thường của Suten Doji. Boxing Boy mà anh em. Vâng, đây là Boxing Boy thứ thiệt. Vua quỷ. Có những skin rất là đẹp luôn nha. Ô, chơi luôn đây bạn ơi. Chơi luôn đây bạn ơi. Chơi luôn này. Đấm tường vào bạn luôn này. Đấm tường vào nó, chiều cuối thôi, chạy chạy chạy. Chiều cuối của nó sẽ đập mình và mình sẽ né. Thôi xong rồi đấy. Hết chiều cuối thì bạn đi rồi gì đó, đấm thương đủ chết rồi. Tất nhiên là chắc chắn chưa sử dụng tốc biến. Mình cũng không cần dùng đến chiều cuối luôn nha anh em. Anh em thấy là khi lên cái đồ đánh lan thì anh em farm rất là sướng. Đấm lan xung quanh một tên quá, anh em đấm chiều 1 3 phát là bay màu rồi. Rất nhanh gọn luôn và thêm khả năng hút máu nữa. Còn gì để nói với cách lên đồ ok như thế này. Đấy, đồ mặc định của game luôn đấy anh em, rất hợp lý luôn. Và khuyến cáo lên luôn là lên full dam cho Suten, rất hợp ý mình nữa. 9 điểm. Ok. Con boss ghẻ này đánh mình không thua lắm. Đam rất yếu. Rồi. Đó, bấm chiều 3 đấm 3 lần em nhìn thấy không? Đấm farm rất nhanh luôn. Cứ đẩy một đường thôi, không phải nghĩ ai lên là chơi thằng đấy. Thằng nào lên là đấm luôn nha anh em, không phải nghĩ. Đó, game này chúng ta có cả mắt, đấy, con mắt đây này. Anh em team bên kia ăn con mắt đấy, sẽ nó con mắt sẽ chạy loanh quanh. Chúng phải ông nào thì nó sẽ dừng lại đánh. Đấy, rất hay. Con mắt rất dị. Chỉ game chúng ta mới có thôi, làm gì có game nào có kiểu đấy. Con mắt đi truy tìm truy tìm đối thủ và gây đam luôn, xịn vai. Ô, đánh nhau to, đánh nhau to, đánh nhau to, đánh nhau to, chiều cuối lên nào. Rồi ôi sấy, không còn gì phải nói, sấy sấy, đấm vào đây, đấm thẳng vào đây. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi ôi, triple kill cho mình anh em ạ, không được qua ra, máu tụt khá nhanh. Mình lên full dam mà, cho nên mình có khả năng đấm đối phương rất là nhanh, nhưng khả năng chống chịu của mình là sẽ yếu. Chấp nhận nha anh em. Làm nhẹ cái chi bục kiều rất là ngọt. Và tiếp theo chúng ta sẽ lên cái sơn suy hoa tàn này. Đấy, xong rồi võ mộng xích sau. Lên đồ kia thêm khả năng sấy đam từ chiêu cuối theo phần trăm máu rất thốn luôn. Đấy. Một cách lên đồ rất ok cho anh em trải nghiệm. Rồi, và giờ mình sẽ làm nhẹ con quái này. Ăn luôn con bùa anh em, con bùa đỏ này là cho chúng ta đam, rất ok. Đấm thiêu đốt, tuyệt vời luôn. Trong tựa game này của chúng ta thì có 4 loại bùa nha anh em. 4 loại bùa, anh em lưu ý lên như vậy, 4 con kỳ lân. Để anh em nắm được, chứ không phải là mỗi hai bùa xanh bùa đỏ như tất cả các tựa game MOBA khác đâu. Riêng game của chúng ta có 4 con bùa. Bùa xanh lá cây, bùa xanh nước biển, bùa đỏ và bùa tím. Đấy, 4 con boss 4 màu, mỗi con một tác dụng riêng. Anh em phải lưu ý như vậy nha. Tuấn chưa cuối đến tấm luôn này. Mấy thanh niên đang cố ăn trụ của mình. Vâng, thanh niên AD team bạn đã bỏ chạy rồi. Chạy rất nhanh, mình tốc biến lên chơi thử mà. Tấm bùi không tới. Ây cha, đen quá. Không đấm tới anh em ơi. Mới đấm tới thì thôi, thanh niên nó chắc chắn nằm. Lại có đôi mạng cho tụt cun. Đấm rất lực. Boxing Boy anh em ạ, Boxing Boy. Ok. Rồi, và sẽ là cướp luôn con bùa đỏ của đối phương. Farm rất nhanh anh em nhìn thấy không? Với khả năng hồi phục cao nữa, cho nên là Suten Doji không phải nghĩ
Ồ, từ 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 từ, đang ở gần trụ, gần trụ này, bây giờ đâu đấm chiêu cuối đấy, đấm mặt ra đây, đấm luôn vào thanh niên rừng, xong. Sao lại chip bực kêu cho thanh niên rừng kia kia? Này, ra nhìn, nhìn đều. Đang có chiêu cuối mà dám ra nhìn đều, đấm luôn anh em. Không phải nghĩ. Ok. Mình hình như có vẻ đang hơi bắt nạt các bạn đồng đoàn tí anh em ạ. Mình lấy kinh nghiệm của thanh niên chơi lâu ra nghe vẻ cũng hơi bắt nạt các bạn. Sorry, có gì sorry các bạn thông cảm nha. Ôi giời, bắn vào trong bụi. Này thì đánh hai đấm, ba đấm. Ôi giời, hiểu luôn. Không nói nhiều. Sao, chiêu cuối đấm luôn. Hai tay tụng đấm. Rồi phát đấm xuyên giáp. Ôi giời, hồi máu em nhìn hồi máu chưa? Úi giời ơi. Vai trưởng luôn. Triple kill. Lên đấm tiếp thanh niên samurai luôn. Sóng to gió lớn. Có được qua ra kill không? Lâu lâu này chắc là không được rồi. Đấm. À, đóng băng à? Đấm. Úi giời ơi. Tiếp. Đối thủ tiếp theo. Đấm luôn. Như nào lên trời. Chiêu 3, chiêu 1 nhầm. Chạy à, tốc biến. Ui ôi, mình tốc biến vào nó. Chiều cuối lên rồi, đấm. Giờ là lúc đấm anh em ạ. Ui xổ. Ồ, lên cái mặt nạ kia anh em nhìn lượng giáp của mình lên kinh không. Ui xổ ôi, giáp với máu lên hồi. Ôi rồi luôn. Gợi ý lên đồ cực kỳ ok. Từ nhà phát hành nha anh em. Cực kỳ ok. Đó. Endgame rất đơn giản rồi. Quá xanh rồi, 15 mạng cho mình. Rồi 16 mạng luôn. Endgame rồi. Vâng, và cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình. Hãy like, share, đăng ký kênh, nhớ để làm comment về vị tướng anh em, à vị thức thần nhầm. Vị thức thần anh em muốn xem tiếp theo nha. Còn bây giờ thì bye bye. MVP cho mình là cái chắc rồi anh em ạ. Không phải gì mình nghĩ. Hãy đón chờ những video tiếp theo nha.